kiểu cầm mới á. Truyền thống của đồng vẫn thế này, truyền thống vẫn là như rửa tay nhất. Chào ông. Ông Long chỉ cần đạp đến đây xong về là cũng ngon rồi nha. Thôi chứ em bảo ông Long ấy, có ông chỉ cần lên được đúng cái dốc này xong ông về là ngon.